Chào đón các bạn đến với bản tin bóng đá sáng mùng 3 tháng 12 của bóng đá 24h.vn. Bản tin sáng nay sẽ rất hấp dẫn với tâm điểm là lễ trao giải của bóng vàng thế giới Ballon d'Or 2019. Quả bóng vàng 2019, lịch sử gọi tên Lionel Messi. Với Messi, 2019 không phải là một năm thực sự thành công khi anh chỉ giành được đúng một danh hiệu tập thể là chức vô địch La Liga cùng với Barcelona. Dù vậy, trên khía cạnh cá nhân, siêu sao người Argentina vẫn tỏ ra vượt trội với phần còn lại, kể cả kỳ phong linh thủ Cristiano Ronaldo. Và không có bất ngờ khi anh đã trở thành chủ nhân của quả bóng vàng 2019, danh hiệu cá nhân đầy cao quý do tạp chí France Football của Pháp trao tặng. Theo kết quả bầu chọn được France Football công bố, Messi đã đánh bại Virgil van Dijk, siêu trung vệ của Liverpool để giành quả bóng vàng 2019. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo chỉ về đích thứ 3. Với siêu sao người Bồ Đào Nha, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2011 anh không có tên trong top 2 và cá nhân CR7 cũng không tham dự gala trao giải tại nhà hát Châtelet của Pháp. Đây là lần thứ 6 trong sự nghiệp Messi giành được quả bóng vàng Ballon d'Or sau các danh hiệu đạt được vào các năm 2009, 2010, 2011, 2012 và 2015. Thành tích này đã giúp anh vượt qua Ronaldo để trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử có được 6 quả bóng vàng. Cũng tại lễ trao giải quả bóng vàng 2019, cầu thủ người Hà Lan Matthijs de Ligt đã vinh dự nhận được giải thưởng Copa Trophy, giải thưởng dành cho cầu thủ 21 tuổi xuất sắc nhất năm qua. Có thể nói, chiến thắng của De Ligt không có bất ngờ, bởi cầu thủ sinh năm 1999 vừa trải qua một mùa giải được xem là thành công và nổi bật so với các đồng nghiệp cùng trang lứa. Trước khi gia nhập Juventus ở kỳ chuyển nhượng hè 2019, De Ligt đã thi đấu cực kỳ ấn tượng trong màu áo câu lạc bộ Ajax Amsterdam. Chơi vị trí trung vệ, De Ligt là nhân tố quan trọng giúp đội bóng giành cúp danh hiệu quốc nội, vô địch quốc gia và cúp quốc gia ở mùa giải 2018-2019. Man City đón viện binh trở lại. Trước thời điểm giải Ngoại hạng Anh bước vào giai đoạn lịch thi đấu căng thẳng nhất thời điểm Giáng sinh và năm mới, câu lạc bộ Man City đã đón tin mừng từ các trụ cột hàng phòng ngự. Đầu tiên là tin Zinchenko đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Cầu thủ người Ukraine đang tích cực tập hồi phục để có thể sớm tái xuất trong thời gian tới, khi mà đội chủ sân Etihad sẽ trải qua mạch 8 trận trên mọi đấu trường trong tháng 12. Tiếp theo là trung vệ Emerick Laporte. Trong phát biểu mới đây của mình, cựu cầu thủ Athletic Bilbao đã cập nhật những tin tức về chấn thương đầu gối vốn đang tiến triển khá nhanh. Quá trình hồi phục đang diễn ra rất tốt. Tôi vẫn cần thời gian nhưng tôi hy vọng sẽ trở lại càng sớm càng tốt để sát cánh cùng với các đồng đội. Tôi không thể nói chính xác nhưng có thể nhiều hơn hoặc ít hơn 1.5 tháng nữa. Barcelona ra phán quyết, thương vụ chiêu mộ Neymar sáng tỏ. Theo tạp chí Journal du Dimanche, gã khổng lồ xứ Catalan sẽ không đưa ra số tiền quá cao cho thương vụ Neymar, đồng nghĩa với việc họ tạm thời không có động thái chiêu mộ nào trong thời gian tới nếu như ban lãnh đạo câu lạc bộ Paris Saint-Germain không hạ giá mức chuyển nhượng. Việc hạ giá Neymar gần như là điều không thể vì thượng tầng câu lạc bộ nước Pháp từng chi đậm để đưa Neymar về Paris. Vì vậy, nhiều khả năng cho đến khi đáo hạn hợp đồng còn khoảng 2 năm rưỡi nữa với Paris Saint-Germain, Neymar sẽ chưa thể về lại Barcelona. Manchester United thua Mourinho vụ Dybala. Tuto Sport số ra sáng mùng 2 tháng 12 đưa tin MU xem như đã thất bại trong nỗ lực chiêu mộ Paulo Dybala vì sự xuất hiện của Jose Mourinho. MU từ lâu muốn đưa Dybala về Old Trafford. Quỷ đỏ từng nhiều lần tiếp xúc với Jorge Antun, cố vấn chuyển nhượng của cầu thủ này. Nguồn tin của Tuto Sport cho biết Dybala gạt bỏ ý định chuyển đến MU, thay vào đó xem xét đề nghị từ Mourinho. Ngay khi đến với Tottenham, Mourinho đã nhắm đến tiền đạo người Argentina như một trong các mục tiêu quan trọng, biến anh thành đối tác của Harry Kane trên hàng công. Dybala bị hấp dẫn bởi phong cách chơi bóng của Tottenham cũng như huấn luyện viên Mourinho. Hợp đồng của cựu cầu thủ Palermo với Juventus có thời hạn đến năm 2022. Bà đàm gia gần đây đề nghị gia hạn, nhưng cầu thủ 27 tuổi này không có ý định ký tiếp mà xem xét khả năng chuyển đến Tottenham. Conte chào đón Arturo Vidal. Huấn luyện viên Antonio Conte đầy tự tin về khả năng đưa tiền vệ Arturo Vidal cầm bên Inter ngay trong mùa đông này để tăng cường sức mạnh cho giai đoạn đua nâng rút ở Serie A. Được biết đích thân Conte chủ động đứng ra lôi kéo tiền vệ người Chile. Mùa này, Vidal thi đấu khá hiệu quả ở Barca. Anh là nhân tố quan trọng từ băng ghế dự bị, một giải pháp để huấn luyện viên Valverde tìm kiếm sự đột biến. Dù vậy, kế hoạch của Vidal đó là rời Barca để tìm kiếm trải nghiệm mới. Arturo Vidal nhận được nhiều đề nghị chuyển nhượng ở châu Âu, nhưng anh có vẻ muốn đến Inter Milan vì có nhiều điểm phù hợp với bản thân. Hơn nữa, nếu gia nhập Inter, Arturo Vidal sẽ được tái ngộ với Conte, một trong những nhà cầm quân ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp của cầu thủ này. Liverpool sẵn sàng tranh ngọc quý Thụy Điển. Trang Gazzetta dello Sport dẫn nguồn tin từ Calcio Mercato cho hay, tiền vệ của Atalanta Dejan Kulusevski đang là một trong số các mục tiêu tiềm năng của Liverpool.
Tiền vệ 19 tuổi người Thụy Điển hiện đang được cho mượn tại Parma đã thu hút một số câu lạc bộ lớn, bất chấp những phát biểu chưa nghĩ đến tương lai. Đáng chú ý, Kulusevski cũng đã được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Thụy Điển khi chỉ mới 19 tuổi. Sự linh hoạt của tiền vệ này có thể hữu ích với Jurgen Klopp khi cầu thủ thuộc biên chế Atalanta có thể chơi tốt ở cả trung tâm lẫn cánh phải của hàng tiền đạo và tiền vệ. Một số thông tin chuyển nhượng vừa rồi đã khép lại bản tin sáng nay của bóng đá 24h.vn. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho chúng tôi bằng cách like và share video này. Ngoài ra, các bạn hãy subscribe và bật thông báo để không bỏ lỡ các video mới của bóng đá 24h.vn nữa nhé. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.